viên kim cương này đã bảo vệ khoáng chất Deepmawai và cho phép nó nổi lên trên bề mặt trái đất. Deepmawai đã đi nhờ xe bên trong một viên kim cương đi lên từ lớp phủ dưới của hành tinh. Thạch Anh, Fanpat, Mika, Florid, bạn không cần phải là một nhà địa chất học để nhận ra rất nhiều khoáng chất phổ biến và quen thuộc trên trái đất. Nhưng còn Deepmawai thì sao? Sẽ ổn nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về nó. Đó là một khám phá mới. Một nhóm các nhà địa hóa học đã tìm thấy khoáng chất này trong các thể vùi tối bên trong một viên kim cương. Đại học Nevada, Las Vegas cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai, chỉ có một điều duy nhất, nó không nên ở đây. Các nhà nghiên cứu đã lần theo dấu vết của khoáng chất này ở độ sâu ít nhất 410 dặm 660 km bên trong lớp phủ dưới của hành tinh giữa lõi và lớp vỏ. UNLV cho biết đây là lần đầu tiên các khoáng chất lớp phủ thấp hơn từng được quan sát thấy trong tự nhiên. Khoáng chất này được bảo quản một cách tình cờ trong một viên kim cương được khai thác từ Botswana và được bán bởi một đại lý đá quý vào năm 1987. Deepmawai thông thường sẽ không thể giữ được cấu trúc của nó bên ngoài môi trường áp suất cao của lớp phủ trái đất, nhưng kim cương nổi tiếng rất mạnh. Nhà khoáng vật học Oliver Turner cho biết, đối với những người thợ kim hoàn và người mua, kích thước, màu sắc và độ trong của một viên kim cương đều quan trọng. Và những tạp chất, những đốm đen làm phiền người thợ kim hoàn, đối với chúng tôi, chúng là một món quà, nhà khoáng vật học Oliver Turner nói. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rất ngạc nhiên. Chúng tôi không mong đợi điều này. Turner là tác giả chính của một nghiên cứu về khoáng chất được công bố trên tạp chí Science tuần trước. Các nhà nghiên cứu đã phân tích cấu trúc bên trong của viên kim cương và tìm thấy hợp chất canxi silicate CaSiO3 perovskite bên trong. Họ đặt tên nó là Deepmawai cho nhà địa vật lý tiên phong Hồ Quang Deepmau. Các hiệp hội khoáng vật học quốc tế đã phê duyệt khoáng thiên nhiên mới và thêm nó vào danh sách các khoáng chất. Bạn có thể không thêm Deepmawai vào bộ sưu tập đá cá nhân của mình, nhưng bạn có thể chiêm ngưỡng hành trình vượt bậc của nó trong bàn tay của khoa học. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!